Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Theo đài CNN, chính quyền Mỹ đã theo dõi chặt chẽ khi các lực lượng Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga, một phần được hỗ trợ bởi vũ khí và thiết bị do Mỹ cung cấp. Điều này đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Kiev có tuân thủ các hạn chế của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với việc sử dụng vũ khí của Mỹ hay không. Hai quan chức Mỹ xin giấu tên cho biết, Ukraine đã sử dụng vũ khí và phương tiện của Mỹ trong cuộc tấn công xuyên biên giới của mình, mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đặt ra ranh giới về việc sử dụng vũ khí Mỹ ở Nga. Nguồn tin này không nêu chi tiết các ranh giới chính xác mà Mỹ đã đặt ra, nhưng khẳng định Ukraine về mặt kỹ thuật không vi phạm các giới hạn do Mỹ áp đặt. Trong một bức ảnh của Reuters chụp hôm 13 tháng 8, xuất hiện những chiếc Humvee do Mỹ sản xuất tiến vào tỉnh Kerch của Nga qua cửa khẩu biên giới gần Suza, bên lãnh thổ Nga. Các quan chức cho biết, Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng tên lửa HIMARS như một phần của chiến dịch, nhưng các phương tiện này dường như vẫn trong lãnh thổ Ukraine, sử dụng tên lửa GMLRS có tầm bắn xa để tấn công Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 15 tháng 8 công bố video từ thiết bị bay không người lái UAV cho thấy một bệ phóng HIMARS bắn tên lửa trong một khu rừng chỉ cách biên giới Nga-Ukraine chưa đầy 8 km. Các quan chức Mỹ nói rằng những hạn chế của Mỹ đối với việc sử dụng tên lửa ATACMS, tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa không thay đổi. Ukraine đã sử dụng ATACMS để tấn công các hệ thống phòng không của Nga ở bán đảo Crimea. Hôm 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine có thể sử dụng HIMARS để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở vùng Kerch, đồng thời cho biết thêm cuộc tấn công đã khiến các tình nguyện viên đang sơ tán dân thường thiệt mạng. Tuy vậy, hiện chưa rõ các phương tiện của Mỹ đã sử dụng ở mức độ nào trong chiến dịch ở Kerch. Các kênh Telegram ủng hộ Nga đã lan truyền những hình ảnh cho thấy một đoàn xe Ukraine bị phá hủy ở tỉnh Kerch. CNN không thể xác định được chính xác địa điểm chụp những bức ảnh này, nhưng một trong những phương tiện bị phá hủy là chiếc Cougar MRAV do Mỹ sản xuất. Một quan chức Mỹ cũng cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu Stryker do Mỹ sản xuất, có khả năng vận chuyển bộ binh trên chiến trường. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, một chiếc Stryker đã bị bắn hạ trong một khu vực nhiều cây cối ở Kerch, nhưng CNN không thể xác minh tuyên bố này. Hôm 16 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine vốn đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 35 km, vẫn đang tiến ở một số khu vực từ 1 đến 3 km. Hoạt động này đã đặt Điện Kremlin vào thế phòng thủ, buộc Nga phải đưa một số bộ phận quân từ tiền tuyến để đẩy lùi cuộc đột kích. Theo hai quan chức Mỹ, Washington đã vạch ra ranh giới, một khu vực phía bắc Ukraine và chỉ thị cho Kiev hạn chế sử dụng vũ khí của Mỹ trong khu vực đó. Các quan chức không mô tả chính xác vị trí của vùng địa lý hoặc kích thước của nó, nhưng họ cho biết sự xâm nhập của Ukraine vẫn nằm trong ranh giới cho phép và hoạt động này không vi phạm chính sách của Mỹ liên quan đến việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong xung đột với Nga. Vì hoạt động tại Kerch vẫn nằm trong khu vực đã thỏa thuận, nên các quan chức Mỹ cho biết nó không vi phạm về mặt kỹ thuật các hạn chế do Washington áp đặt. Một quan chức nói rằng cuộc tấn công của Ukraine tuân theo khuôn khổ pháp luật về mặt chính sách của Mỹ, nhưng thừa nhận đó không phải là những gì chúng tôi đã nghĩ đến. Cho đến nay, Mỹ chưa công khai bày tỏ quan điểm về hành động của Ukraine tại Kerch, một chiến dịch mà các nhà phân tích phương Tây cho rằng đã đạt được thành công đáng ngạc nhiên. Chính quyền Tổng thống Biden đã không yêu cầu cho Kiev rút lực lượng của mình về, cũng như không hỗ trợ hoàn toàn cho chiến dịch này. Thay vào đó, Nhà Trắng đã thận trọng khi chỉ tuyên bố một cách công khai rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine. Các quan chức cho biết điều đáng ngạc nhiên không kém là phản ứng chậm của Điện Kremlin trước vụ xâm nhập, đánh dấu lần đầu tiên Nga bị mất lãnh thổ có chủ quyền kể từ khi xung đột bùng nổ 2 năm trước tại Ukraine. Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Mỹ đang cố gắng hiểu rõ hơn về mục tiêu của Kiev khi tiến hành cuộc tấn công vào Nga. Ukraine đã không thông báo trước cho Mỹ về cuộc tấn công và Mỹ vẫn chưa rõ mục tiêu lâu dài của hoạt động này là gì. Khi được hỏi liệu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có trao đổi với người đồng cấp Ukraine Umerov rằng ông ủng hộ hoạt động này hay không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabina Singh cho biết, điều tôi có thể nói với bạn là chúng tôi ủng hộ ở điểm nào đó và đó là việc Ukraine tiếp tục tự vệ. Một xe bọc thép của Ukraine đã cố gắng đâm vào trạm kiểm soát biên giới của Nga một mình trước khi bị hỏa lực dữ dội bắn trả. Đoạn video dường như cho thấy xe Kozak 2 đang lao với tốc độ tối đa về phía trạm kiểm soát Kolotilovka, nơi ngăn cách Ukraine với vùng Belgorod của Nga. Các blogger quân sự Nga gọi đây là nhiệm vụ cảm tử sau khi chiếc xe chiến đấu được đánh dấu rõ ràng bằng hình tam giác màu trắng biểu tượng cho cuộc tấn công của Ukraine nhanh chóng bị mắc kẹt bởi giao chắn trên đường.
Đoạn phim cho thấy chiếc xe bị rơi gần trung tâm trạm kiểm soát và bị bắn. Có thông tin cho biết nó bị trúng một máy bay không người lái FPV của Nga và một quả đạn pháo Krasnopol dẫn đường chính xác. Người ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với 7 người lính được nhìn thấy khi đang vội vã chạy ra khỏi xe trước khi xe bị đâm. Tuy nhiên, một tài khoản Telegram của Nga cho biết những người lính vẫn kịp dỡ hàng ở lối vào trạm kiểm soát sau khi vừa sống sót sau một đòn tấn công như vậy. Belgorod đã bị pháo kích trong những ngày gần đây khi cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu ở khu vực Kursk lân cận, bước sang ngày thứ 10. Cuộc tấn công cho đến nay đã buộc phải sơ tán hơn 200.000 người khỏi khu vực biên giới. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Belgorod vào ngày 15 tháng 8 khi các quan chức nêu ra tình hình phức tạp và căng thẳng. Quân đội Nga cho biết họ đang chuẩn bị các hành động cụ thể, bao gồm phân bổ thêm lực lượng để bảo vệ Belgorod khỏi các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Trong khi Ukraine tuyên bố đã chiếm giữ hơn 1.150 km2 lãnh thổ Nga tại Kursk, Moscow tuyên bố lực lượng của họ đã ngăn chặn được bước tiến của Ukraine, trong khi thừa nhận rằng các nhóm nhỏ vẫn tiếp tục thăm dò các tuyến phòng thủ biên giới của họ. Ngày 16 tháng 8, viết trên Telegram, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko cho hay, nước này đã thiết lập các cơ sở lưu trữ tại vùng Sumy ở phía Bắc để tập trung và gửi viện trợ nhân đạo cho dân thường Nga tại khu vực do Kiev đang kiểm soát ở tỉnh Kursk phía Tây nước Nga. Ukraine cho biết họ đã kiểm soát được 82 khu định cư trên diện tích 1.150 km2 trong khu vực sau khi tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Ông Klimenko nói rằng những công dân Nga bị bỏ rơi chủ yếu là người già, người khuyết tật và gia đình có trẻ em. Họ cần thực phẩm, nước và thuốc men. Ông không nêu rõ có bao nhiêu cơ sở lưu trữ đã được thiết lập hoặc chúng ở đâu, nhưng một video đã được đăng tải trên Telegram của Bộ Nội vụ Ukraine cho thấy một chiếc lều bơm hơi lớn và quân nhân Ukraine đang mang bưu kiện và đóng gói thực phẩm. Trong chuyến đi đến vùng Sumy, giáp danh với vùng Kursk của Nga, ông Klimenko cho biết khoảng 150 gói thực phẩm đã được gửi đến người dân trong khu vực. Các quan chức Kiev cho biết rằng họ có kế hoạch tạo ra hành lang sơ tán vùng Kursk và mở đường cho các phái bộ nhân đạo quốc tế. Nga gọi cuộc tấn công của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa bằng phản ứng tương xứng. Cùng ngày 16 tháng 8, kênh Telegram của Nga đã đưa tin cho hay rằng quân đội Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng nối liền các khu vực biên giới của vùng Kursk với bờ phải của sông Sem. Người dân địa phương cho biết rằng một cây cầu bắc qua sông gần làng Gluskovo đã bị phá hủy. Cây cầu này đã bị nhắm là mục tiêu trong thời gian 2 ngày trước khi bị phá hủy. Đánh giá theo thiệt hại thực địa, các cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng đạn pháo có độ chính xác cao hoặc bằng tên lửa HIMARS. Cây cầu này là một trong số ít các giao lộ quan trọng trong khu vực, cùng với hai cây cầu đường bộ khác gần làng Zvanoye và Karis và một cây cầu đường sắt phục vụ cho khu vực này. Việc phá hủy những cây cầu này có thể cô lập một phần đáng kể của quận Gluskovsky, cắt đứt khỏi lực lượng chính của Nga. Mặc dù quân đội Nga có khả năng triển khai phà phao để duy trì kết nối, nhưng điều này sẽ đi kèm với nguy cơ đáng kể về các cuộc tấn công bằng tên lửa lực lượng vũ trang Ukraine. Phạm vi ảnh hưởng của quận Gluskovsky bao gồm một số khu định cư ví dụ như Toyskino, Popovo-Lezhatchi và Volfino cùng với 27 ngôi làng khác. Như đã đưa tin trước đó, không quân Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự của Nga tại làng Tiokino của Nga cách biên giới Nga-Ukraine 2,5 km. Máy bay Ukraine đã tấn công các trạm chỉ huy và quan sát cùng một nhà chứa máy bay có trang thiết bị. Về phía Nga, ngày 16 tháng 8, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã tiêu diệt 2.860 binh lính Ukraine, phá hủy 41 xe tăng và 276 xe bọc thép, 4 hệ thống phòng không và 6 bệ phóng tên lửa bao gồm 3 HIMARS của Mỹ tại Kursk, nơi đã bị Ukraine tấn công. Thông báo cho biết lực lượng phương Bắc của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào biên giới Rusky-Brozhny và cũng đẩy lùi một cuộc tấn công do một nhóm được tăng cường 5 xe bọc thép vào thị trấn Gordievka. Tổn thất của lực lượng Kiev trong vòng 24 giờ qua lên tới 220 binh lính, 19 xe tăng và xe bọc thép, 3 bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ, 2 xe tải và 2 pháo hạng nặng. Tình trạng khẩn cấp của thành phố đã được ban hành ở Kursk sau khi lực lượng vũ trang Ukraine tấn công cầu Crimea bằng tên lửa ATACMS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 16 tháng 8, Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine khi nước này bắn 12 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm vào cầu Crimea. Tất cả tên lửa này đều bị phá hủy. Ủy ban phòng ngừa và loại bỏ các tình huống khẩn cấp đã thừa nhận hậu quả của vụ tấn công tên lửa vào cầu Crimea
và khu vực là mối đe dọa về tình huống khẩn cấp ở cấp độ phản ứng của thành phố. Chính quyền Kiev cho biết, trong quá trình kiểm tra và sửa chữa, giao thông trên một đoạn đường Sovetskaya đã bị hạn chế. Việc cung cấp nước ở Kiev cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tình hình trong thành phố nhìn chung ổn định. Mọi cơ quan chức năng đều hoạt động bình thường. Cầu Crimea đóng cửa giao thông vào khoảng 2 giờ sáng, sau đó được mở lại vào khoảng 7 giờ sáng, theo báo cáo của cư dân địa phương. Các tuyên bố của Nga xuất hiện chỉ vài giờ sau khi chính quyền quân sự Oblast Odessa của Ukraine cho biết có dấu hiệu cho thấy Ukraine đã thành công trong việc tấn công một trạm phà ở thành phố Kerch. Các vụ nổ đã xảy ra ở nhiều thành phố thuộc Crimea vào đêm ngày 16 tháng 8. Theo một nguồn tin cho biết, trích dẫn từ cư dân địa phương, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo gần thành phố Kerch trong khu vực của trạm phà Kerch. Cư dân ở Sevastopol, Simferopol và Kerch đã nghe thấy tiếng các vụ nổ vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, nhiều vụ nổ cũng được báo cáo ở cộng đồng Chernomorsk thuộc Kray Krasnodar, khu vực giáp danh với Nga, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!